Xin trân trọng mến chào quý bà con cô bác. Hiện tại là Minh Toàn đang còn lưu thông trên cái chỗ cái làng trài, và đây là cái cầu Bài Thơ 1 ngay sát gần với chợ Hạ Long. Đây là chợ Hạ Long. Hôm nay là Minh Toàn đang lưu thông bên Hòn Gai. Minh Toàn sang Hòn Gai để có một chút việc, đồng thời cũng muốn gửi một số hình ảnh về Hòn Gai đến ở Quảng Ninh đến quý bà con cô bác. Hôm nay Minh Toàn xin kính mời quý bà con cô bác hãy cùng Minh Toàn, chúng ta hãy đi cùng Minh Toàn ở bên Hòn Gai này nhé. Về với Quảng Ninh thì quý bà con cô bác cũng có thể nhìn thấy một số cái hình ảnh quen thuộc như núi và biển. Đây, bên tay phải của chúng ta là núi, bên tay trái là biển. Và chúng ta đang lưu thông ở đây là lưu thông trên cái cầu Bài Thơ 2. Ở đây thì là có cái con tàu mà quốc tế về thăm Hạ Long. Có thể nói là con tàu rất là lớn, sức chứa của nó là hơn 50.000 du khách. Và ở bên phía Hạ Long Bay thì chúng ta quan sát nó không được kỹ. Ở đây trước mặt chúng ta là cái con tàu lớn đấy, và Minh Toàn muốn quay cận cảnh ở phía bên này cái con tàu đấy để gửi đến quý bà con cô bác nhé. Đây, chúng ta sẽ đi vào cái đường này. Khu này thì nhà khá là đẹp quý bà con ạ. Khu này khu mới của Hòn Gai đấy. Wow. Đây là cái cảng cá, cảng tàu rồi quý bà con. Đây là cái cảng tàu bên Hòn Gai. Và chúng ta bây giờ xin mời quý bà con cô bác chúng ta hãy đi lối này để đến cái con tàu đấy. Đây, trước mặt chúng ta là cái con tàu lớn đấy. Tàu này thì như quý bà con cô bác nhìn qua ống kính thì ống kính máy quay thì chắc quý bà con không nhìn thấy hết được cái sự lớn của nó, nhưng mà để mà như Minh Toàn đấy thực tế mà quan sát thì con tàu này là một trong những con tàu rất là lớn.
Đây, mình thưa quý bà con, con tàu ở đó đây, tàu này rất là lớn luôn. Wow. Đấy, quý bà con, các bác có thể nhìn thấy con tàu này từ phía bên Hòn Gai, đây là phía bên Hòn Gai nhìn sang. Con tàu này thì nó không cập được sát vào trong trong cái cảng nhỏ của Hạ Long ở bên Bãi Cháy, bởi vì tàu này nó rất là lớn nên mà phải đậu ở ngoài phía xa xa này. Đấy, và sẽ có những cái du thuyền chở khách, du khách từ trên con tàu này đi tham quan Hạ Long qua cái cầu tàu, qua cầu tàu nằm bên bên Bãi Cháy, còn chúng ta đang ở bên phía Hòn Gai. Đây là con tàu lớn lớn này quý bà con. Còn lại bây giờ xin mời quý bà con, cô bác hãy cùng Minh Toàn chúng ta đi Hòn Gai nhé, đi vòng cái đường Hòn Gai này để xem nuôi được mức độ phát triển của Hòn Gai nhé. Đây là cái khu mới của Hòn Gai quý bà con ạ. Đường này rất là sạch đẹp luôn. Mến thưa quý bà con, ngày xưa cái tuyến đường này, tuyến đường mà chúng ta đang lưu thông đây cũng là biển thôi, chứ không phải là đường xá được đầy đủ như thế này. Nhưng mà bây giờ thì là như quý bà con đang nhìn thấy thì bây giờ thì rất là đẹp rồi, chứ không phải như ngày xưa nữa. Ngày xưa nó là ở chỗ này chúng ta đang lưu thông đây là biển. Đấy, những bãi cát. Nhưng mà ở Quảng Ninh thì có cái là đào núi lấp biển, và bây giờ biển đã thành đất liền rồi quý bà con ạ. Và trước mặt chúng ta là cái vòng quay mặt trời. Vòng quay mặt trời. Và trên vòng quay mặt trời thì có khu đồi huyền bí. Đấy, thì có một dịp Minh Toàn sẽ gửi đến quý bà con cô bác về cái đồi huyền bí này. Còn đây, cái mà có những cái dây văng đấy, đấy là cái cầu Bãi Cháy. Và có cái trụ cột cao cao trắng trắng này, đây là cái trụ cáp treo. Đấy, cáp treo của gọi là ở đây người ta gọi là cáp treo nữ hoàng. Hiện tại thì chúng ta đang lưu thông trên tuyến đường là Lê Thánh Tông của thành phố Hạ Long. Về Hòn Gai thì ngày xưa cũng có tên gọi là Hồng Gai hay là Hòn Gai, thì đều đúng là Hòn Gai cả quý bà con của bác ạ. Hòn Gai có cái tên như ngày nay là qua một cái tiến trình chuyển đổi rất là lâu đời thì mới có tên hàng Hòn Gai như ngày nay. Và chúng ta đang đi dọc theo phía bờ biển. Chúng ta vừa đi qua cái gầm cầu Bãi Cháy quý bà con.
phía bên tay trái của chúng ta là một số cái tàu cát, tàu cát, tàu hút cát rồi bán cát, và một số số cái tàu thuyền đánh bắt cá nho nhỏ. Đây có quán karaoke khá to, KTV. Wow, các em gái xinh đẹp quá. Tuyến đường Trần Thái Tông này cũng nhìn cũng rất là rộng rãi với bà con ạ. Ở đây thì Minh Toàn xin chia sẻ đến quý bà con cô bác là một người với tư cách là một người đi khám phá, chứ không phải là một hướng dẫn viên du lịch. Chính vì thế mà trong quá trình chia sẻ thì có gì mà không phải thì rất mong quý bà con cô bác hết sức thông cảm cho Minh Toàn. Đoạn đường này thì đang xây dựng nên khá là bụi.